nữ tình nguyện viên nhỏ dài tuổi gây sốt với hình thức xinh đẹp. Là nữ sinh tình nguyện nhỏ dài tuổi nhất nhập cuộc công tác tình nguyện trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia diễn ra vào tháng 6 vừa qua, 10 Trương Ngọc Ánh, sinh năm 2003 khiến nhiều người chú ý khi tình cờ lọt vào ống kính máy ảnh. Với hình thức xinh đẹp, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt tròn sâu kín cũng cùng chiều cao nổi trội, Trương Ngọc Ánh nhanh chóng thu hút sự chú ý giữa đội ngũ đông đảo tình nguyện viên cùng chung sức với các sĩ tử. Ngay sau khi loạt ảnh được lan truyền trên mạng, nữ tình nguyện viên Trương Ngọc Ánh được dân mạng liên tiếp truy tìm danh tính. Nữ sinh lớp 10 khiến dân tình ngẩn ngơ trước nhan sắc xinh đẹp. Được biết, Ngọc Ánh đang học lớp 10, trường Trung học Phổ thông Cầu Giấy. Ánh cũng là thành viên của đội tình nguyện thuộc Đoàn Thanh niên Tình nguyện Phường Yên Hòa Cầu Giấy Hà Nội. Thông soàn xỉn, các tình nguyện viên nhập cuộc tiếp sức mùa thi là sinh viên đã từng kinh khủng qua kỳ tuyển sinh quốc gia đầy cam go, có nhiều kinh khủng nghiệm, lời khuyên hữu ích. Do đó, nữ sinh lớp 10 không khỏi kinh khủng dè khi đăng ký nhập cuộc hoạt động tình nguyện này. Và cô gái 10 càng thêm bất thần khi hình ảnh của mình chợt chốc gây chú ý. Ngọc Ánh cho hay, khi ấy, kinh rất vui vì lần trước tiên nhập cuộc công tác tình nguyện đã được mọi người quan tâm và kinh ngợi. Trong đoàn phần nhiều là các anh chị sinh viên năm nhất, năm hai của các trường đại học, rất chững chạc, có kinh khủng nghiệm. Em thì lần đầu nên bỡ ngỡ lắm, nhưng vẫn nỗ lực lắng kinh khủng các anh chị hướng dẫn. Hôm đó chúng kinh đến từ sớm để sẵn sàng nước, quạt, xếp ghế và chỗ ngồi hỗ trợ các thí sinh và phụ huynh tại điểm thi Trung học Phổ thông Nguyễn Tất Thành Đại học Sư phạm. Không thể phủ nhận là khá mệt, nhưng kinh luôn nỗ lực quan tâm, vô miệng hết cỡ để động viên tinh thần các anh chị. Sau buổi tình nguyện hôm đó, hình ảnh của kinh được các diễn đàn chia sẻ nhiều, kinh vui và bất thần lắm. Dù chỉ mới mở màn năm trước tiên của cấp 3, nhưng Ngọc Ánh rất thích và luôn nỗ lực nhập cuộc các hoạt động tình nguyện, hoạt động ngoại khóa do nhà trường, đoàn đội tổ chức. Nữ sinh Hà Thành mong muốn sẽ có thêm nhiều thưởng thức và tìm ra được điểm mạnh, điểm yếu đuối của bản thân sau khi tích cực nhập cuộc các hoạt động ý nghĩa như vậy. E kinh cũng vì ưu điểm ngoại hình. Nếu như nhiều người soàn xỉn tự ti, kinh khủng hình thành trước đám đông vì nhược điểm cơ thể như thân hình béo mập hay chiều cao khiêm tốn thì ngược lại, cô nàng nữ sinh này lại chia sẻ nhiều lúc bị kinh khủng nguồn vì chiều cao vượt trội. Năm 15 tuổi, Ngọc Ánh đã cao gần 1m70. Được biết, năm 15 tuổi, Ngọc Ánh đã cao 1m77 và chiều cao vẫn đang nối tiếp tăng thêm, từ khi học lớp 8, lớp 9, kinh đã cao vượt trội so với các gamer thủ rồi, đi đâu cũng một mình nổi lên, nhiều người nhìn nên nhiều lúc kinh kinh khủng lắm. Ở lớp phần nhiều kinh toàn ngồi bàn cuối, đứng hàng sau vì cao hơn các gamer thủ, đã thế kinh thấy soàn xỉn những gamer thủ nữ nhỏ dài nhắn, xinh tươi thì cảm giác sẽ nhỏ dài bé, cần được kinh khủng chở hơn là mấy nàng cao lêu nghêu như kinh. Nhưng mà giờ lên cấp 3 rồi thì kinh tự tin hơn vì có nhiều gamer thủ cũng cao, với lại chân dài thì đẹp, mặc đồ rất dễ. Ngọc Ánh soàn xỉn được hỏi bí quyết để có thể cao lớn vượt trội. Ngọc Ánh soàn xỉn xuyên được bằng hữu gọi bí quyết để chiếm hữu chiều cao vượt trội dù chỉ mới 15-16 tuổi. Nữ sinh Hà Thành tiết lộ. Em thích uống sữa nên uống nhiều lắm, có lẽ vì thế cộng thêm kinh nhà kinh ai cũng cao nên bước vào tuổi dậy thì là kinh tạo ra chiều cao khá nhanh. Kinh vô kinh, uống sữa nhiều với học bơi lội sẽ giúp cải thiện chiều cao đáng kể. Ước mơ trở thành một biên tập viên truyền hình trong tương lai, Ngọc Ánh cho hay cô nàng đạt mục tiêu sẽ thi vào học viện ngoại giao, ngành truyền thông. Ngoài việc năng nổ nhập cuộc các hoạt động tình nguyện, phong trào của đoàn đội, nữ sinh Hà Thành còn quan tâm đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình tại các sự kiện nại của đoàn phường, nhà trường để trao dồi chất giọng cũng như tài năng biểu cảm, nói trước đám đông. Cùng ngắm thêm những hình ảnh xinh tươi, trong trẻo của cô nàng nữ sinh Hà Thành,